Xin chào các bạn, và hôm nay mình sẽ tư vấn cho các bạn một vài combo máy ảnh gồm ống kính và là máy trong khoảng giá 10 triệu đồng để chụp hình và quay phim đẹp nhất. Thì đầu tiên đối với hãng Canon, mình sẽ tư vấn cho các bạn một vài combo. Đầu tiên là Canon 700D cộng lens kit 18-55 cộng với một lens 50 f/1.8 STM để chụp chân dung, và một lens 55-250 hoặc là 75-300 để chụp tele từ xa. Thứ hai là các bạn có thể tham khảo ba lens đó cộng với body khác như là body 7D hoặc là body 60D. 60D, 7D và 700D là ba combo nó tương đương nhau, chụp ảnh và quay phim rất là tốt. Thứ hai là Nikon. Nikon các bạn có thể tham khảo cho mình các dòng như là Nikon D7000 cộng lens 18-55 và một lens chụp chân dung, đó là 50 f/1.8D và một lens tele. Ở đây các bạn có thể tham khảo các dòng như là 55-200VR hoặc là 75-300D. Thứ hai, các bạn có thể tham khảo Nikon D7100, cũng giá đó, cũng lens đó, nhưng các bạn có thể kiếm một số body cũ hơn một xí, cũng chụp và quay rất là tốt. Tiếp theo là Nikon D5300 cộng với lens kit 18-55 và một lens 50 f/1.8G. Nếu còn dư, các bạn có thể mua thêm một ống kính 55-200VR. Tiếp theo bên Sony, Sony các bạn có thể tham khảo bộ máy ảnh ok nhất, đó là Sony A6000 cộng lens kit 16-50. Combo này khoảng cỡ 7 triệu rưỡi và còn dư khoảng 3 triệu đến 3 triệu rưỡi. Các bạn có thể tham khảo một trong hai lens, đó là 50 f/1.8 và 55-210. Nếu chân dung thì các bạn có thể lấy con 50 f/1.8. Nếu chân dung ngoài trời với điều kiện ánh sáng tốt và chụp xa, các bạn có thể lấy 55-210 để có thể chụp ảnh tốt và đẹp nhất. Ngoài ra bên Fuji các bạn có thể tham khảo các số dòng như là XT10 cộng lens kit và một lens MF chẳng hạn, ví dụ 50 f/1.8. Tiếp theo, các bạn muốn chụp hình ít thay đổi lens thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số combo như sau. Đối với Canon thì các bạn có thể kiếm body Canon 700D, 60D và 7D kèm thêm một lens là Sigma 17-50 f/2.8 trong khoảng giá 9-10 triệu đồng. Bên Nikon tương tự, với giá đó các bạn có thể kiếm cho mình Nikon D7100 và lens Sigma 17-50 f/2.8. Đó là các combo chụp hình đẹp trong khoảng 10 triệu đồng. Ngoài các combo đó ra thì còn rất là nhiều combo khác nữa, tuy nhiên mình thấy nó tối ưu nhất ở trong các phân khúc đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc các bạn lựa chọn được cho mình một combo ưu nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.